Chất vấn và trả lời chất vấn các nhóm vấn đề trong lĩnh vực tư pháp sáng ngày hôm nay, khá nhiều câu hỏi liên quan đến tính thống nhất của hệ thống văn bản, các vấn đề trong công tác giám định tư pháp, đấu giá tài sản đã được các đại biểu chất vấn trưởng ngành tư pháp. Trả lời chất vấn của các đại biểu về giải pháp hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng ban hành văn bản, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chia sẻ, trên cả nước hiện có khoảng 10.000 người làm công tác pháp chế, nhưng chỉ có gần 3.000 pháp chế chuyên trách, gần 7.000 pháp chế kiêm nhiệm, nhân lực pháp chế mỏng nên cũng có nhiều khó khăn trong công tác. Hiện Bộ Tư pháp vào cuộc kiểm tra văn bản, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, đa phần là vi phạm về nội dung văn bản. Bộ Tư pháp rất mong muốn không chỉ có hậu kiểm mà cả tiền kiểm với các văn bản hướng dẫn của các bộ ngành, song rất khó khả thi. Theo báo cáo của Bộ Tư pháp hiện nay thì cũng còn một số nơi thì có cán bộ thì có biểu hiện là sợ trách nhiệm, né tránh công việc trong tham mưu về công tác xây dựng thể chế. Với vai trò Bộ trưởng, xin cho Bộ trưởng cho biết đâu là nguyên nhân chính và cái giải pháp để khắc phục trong thời gian tới. Để sợ trách nhiệm thì có, mà cái này không mình Bộ Tư pháp nói, không mình chính phủ nói. Và cái này công chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các diễn đàn của Quốc hội thì báo cáo là ông nói rất nhiều. Nhưng mà bây giờ cái lượng hóa là nó khó. Thì tôi thấy thực tế nó có cái câu chuyện ấy, tức là trong một số cái trường hợp ấy thì cứ không làm được. Hoặc là ngại thì nhiều khi là chúng ta không xem xét vấn đề trong cái hệ thống, trong cái tổng thể. Cho nên chúng ta cứ nói là do pháp luật. Nhưng trên thực tế thì nghiên cứu kỹ ra thì nó cũng có những cái không. Và rất là nhiều cái không phải là như vậy. Hoặc là một số nơi chỉ có cái xu hướng là giải thích theo cái hướng là nói thật là cũng tiện cho mình. Nó có cái câu chuyện như vậy. Các vấn đề nổi cộm trong hoạt động giám định tư pháp, đấu giá tài sản còn nhiều bất cập cũng đã được các đại biểu chất vấn. Hiện nay việc thu hút những người làm công tác giám định tư pháp rất khó khăn, nhất là giám định pháp y, vì hoạt động giám định tư pháp rất vất vả và độc hại. Đề nghị Bộ trưởng cho biết có chính sách biện pháp gì để giúp địa phương thu hút người làm công tác giám định tư pháp. Đây là một cái nghề nó rất là chuyên môn. Cái thứ hai là kinh phí thì chúng ta cũng, cái này lại còn tệ hơn cái xây dựng pháp luật. Báo cáo các vị đại biểu Quốc hội là như vậy. Năm 2017 thì Bộ Tư pháp có phối hợp với Bộ Tài chính có cái đề xuất mà thôi thì bây giờ kinh phí thì nó hẻo quá. 180.000 một người, một giám định viên làm việc 8 tiếng. Từ năm 2017 đến bây giờ chưa cải thiện được. Nên khi mà chúng tôi báo cáo ấy thì Bộ Tài chính nói cũng rất là đúng. Bảo cái này thì cùng với Bộ Nội vụ, mà nói cái này thì phải theo cái đề án tiền lương đã làm rồi thì công chức nhà nước rồi viên chức thì ăn lương. Cái bồi dưỡng này có thì cũng rất là tốt, chứ còn nếu không thì nguyên tắc là khó. Qua thực hiện đấu giá tài sản cho thấy phương pháp xác định giá khởi điểm chưa sát với giá thị trường, đấu giá còn xảy ra tình trạng ép giá hoặc thổi giá, năng lực của đấu giá viên và tổ chức đấu giá còn hạn chế. Để khắc phục tình trạng trên, Bộ trưởng có giải pháp gì trong thời gian tới? Ở ta ấy, thì có hơn 90% là đấu giá cái quyền, tức là đấu giá tài sản công. Ở trong cái hoạt động đấu giá, mà trong đó thì phần lớn lại là đấu giá quyền sử dụng đất. Thế thì cái giá khởi điểm ấy là nó không phải là cái công việc của luật đấu giá tài sản thì vẫn phải xử lý trong pháp luật về trong đất đai. Câu chuyện này chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với Bộ Tài nguyên Môi trường để xử lý như thế nào ở trong cái luật đất đai sắp tới. Thế còn tình trạng quân xanh quân đỏ thì có, tất nhiên là cũng không phải là nhiều lắm, nó vẫn chỉ là ngoại lệ thôi. Thì trong cái dự thảo cái luật đấu giá lần này thì chúng tôi có cái căn chỉnh để làm tốt hơn và siết chặt hơn các cái điều kiện để tham gia. Theo ý kiến của nhiều đại biểu, chính những khó khăn bất cập trong công tác đấu giá tài sản, giám định tư pháp cùng một số lĩnh vực khác khiến cho không ít vụ án tham nhũng chậm bị xử lý, còn nhiều tài sản tham nhũng không bị thu hồi. Bên cạnh nguyên nhân nguồn lực hạn chế, vẫn còn thực tế là thời hạn giám định chưa hợp lý, chất lượng giám định chưa cao. Do đó, Bộ Tư pháp cần có giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới.